Tỉnh rồi ra trong hàng đó chị. Chị đi mấy mối mới? Chị ơi. Gì? Hàng nay nhập nào chị? Thì vẫn thế. Chị gọi điện cho chủ hàng rồi. Lát ý, hàng về nó sẽ mang thẳng vào đây cho mình. À, không được chị ơi. Chị quên được trước nó cho mình mấy cái thùng hàng kém chất lượng à? Để em ra nơi mới biết được. Thì chị cứ lo mẹ mệt. Chứ nếu mà ra được thì tốt quá. Không có chị em phải ra. Này, nhưng mà nhớ nhá, lấy đủ số lượng cho chị, cần kiếp cho nó đàng hoàng vào, ghi chép cẩn thận rõ chưa? Mà này, nhớ bắt cái thằng chủ hàng ấy, nó ký vào nhá. Ồ, ngày nào cũng ở đây công việc, chị gì phải dặn em. Mày, nhớ nhớ, quên quên. Mày, ta nhắc không thừa đâu. Đấy, ngược rồi cái kia. Vâng. Luyến, em là người hiểu chuyện, nhưng chị muốn em rạch ròi giữa việc riêng của em và công việc của chị. Giúp người ta một tí thì chết à? Đàn ông đàn nàng bảo sao vợ nó bỏ. Này, con Luyến Luyến kìa, tao đang bận ăn bánh cái mày có đụng chạm gì đến mày đâu. Hả? Cái con chồng bỏ kìa. Anh Luyến Luyến, để anh. Tại sao em lại đầy đạn tấn công ngọc ngà của em thế này? Em chỉ cần hô lên một tiếng thôi, sẽ có một chàng trai cao to đẹp dai giúp đỡ em. Anh Nhật đây đổi nghề à? Đâu, anh vẫn bong bóng thối mà. Tức là thổi bong bóng đấy. Nhưng mà Luyến cần là anh có, mà Luyến khó có anh ngay. Em chả dám phiền anh Nhật đâu. Sao giọng nó lại xa cách thế? Mà em là đàn bà con gái nhá, em cứ làm nặng thế này ấy, nhan sắc nó xuống nhanh lắm. Em à? Em làm gì có nhan sắc mà sợ bị xuống? Bậy nào! Em mà không có nhan sắc thì khác gì cả cái khu chợ trái cây này không có hoa quả. Anh Nhật cứ đề cao ông quá thế chứ. Em thì cũng chỉ là cái loại gái chồng bỏ chồng chê thôi. Thằng nào nói? Thằng nào nói anh vả cho vỡ mõm? Thằng nào? Thằng nào? Anh gì? Thằng nào nói là em đập cho vỡ mặt luôn. Em chỉ cần hô lên một tiếng thôi nhá, anh sẵn sàng quỳ dưới chân em. Thậm chí nằm dạt dưới chân em luôn. Thôi 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 thôi, anh chém gió ít thôi. Thế bây giờ có giúp người ta không? Bê luôn. Từ từ thôi. Nát hết của em bây giờ. Đúng là con Luyến Luyến, không bỏ được cái tật trải trai. Thôi, hôm nay bà Hòa về sớm đấy. Một mình em làm hết chỗ hàng này thì phải tới sáng mai. Anh về đây. Anh Nhật. Anh có bận gì không? Có em tí nhá. Nhớ. Nhớ. Ra giòn kỳ diệu. Rồi. Xong hai anh em mình làm một cút. Mỗi thằng chén. Uống tí nha. Em đúng là không biết điều. Anh Nhật giúp em bao nhiêu thế mà em vẫn đòi hỏi thêm. Thôi, hôm nay anh cứ để em tự làm một mình cũng được. Anh em với nhau chưa chi đã dỗi rồi. Giúp nhau tí, cần gì phải có cái gì đâu. Thật không? Thật. Nhưng mà em không có tiền trả công anh đâu nhá. Công xá gì. Quan trọng ấy là anh đang cô đơn. Mà anh biết em đang rất cần tâm sự. Em tưởng là tối nay anh đi dự liên hoan chia tay anh Linh cơ mà. Linh, anh em uống lúc nào chẳng được, gặp lúc nào chẳng xong. Quan trọng ấy là hai chúng mình chưa bao giờ sầu riêng với nhau. Cái tay. Anh Nhật không đi thì cũng được, nhưng mà em thì phải đi rồi.
hai chị em làm với nhau mấy năm. Thằng Linh nó hơi lơn tơn tí thôi, nhưng mà được cái à, biết điều nó phết đấy. Hai mẹ con về một nhà rồi à? Anh thấy bà Tình vừa về đấy. Thank you.